Trong những ngày qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã sôi nổi tổ chức hội thi Cán bộ chi hội giỏi, tự tin, năng động năm 2022. Tại các hội thi, những cách xử lý tình huống thông minh và sự sáng tạo trong các phương thức tuyên truyền của chị em cán bộ hội cơ sở để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Mỗi nội dung tuyên truyền trong các phần thi đã được sân khấu hóa mà chị em mang đến hội thi có thể xem là cẩm nang hay cho công tác tuyên truyền, vận động của hội. Đây cũng có khẳng định là một cái hội thi có mang cái tính tuyên truyền sâu rộng trong cái đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Có thể nói rằng là mục đích của hội thi thì cái thứ nhất đó là cái các chi hội trưởng và đặc biệt là các cán bộ hội từ cấp xã đến chi hội là những cái hội viên nòng cốt để tuyên truyền các cái mục tiêu, các cái nhiệm vụ và các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp từ cấp trung ương, cấp cơ sở thông qua hội thi. Thứ hai nữa là thông qua các cái phần thi kiến thức và phần thi năng khiếu cũng như phần thi giải quyết tình huống trên sân khấu. Đây là một trong những nội dung mà Hội Liên hiệp Phụ nữ hướng tới, đó là tạo cho cán bộ hội, đặc biệt là chi hội trưởng có cái bản lĩnh, cái sự tự tin cũng như là cái trên sân khấu và trước những diễn thuyết trước đám đông. Tại hội thi Cán bộ chi hội giỏi, tự tin, năng động năm 2022 của Hội Phụ nữ phường Phố Cỏ đã thu hút trên 200 cán bộ hội viên đại diện cho gần 1.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tham gia. Các đội đều có sự đầu tư cho các phần thi của mình. Đặc biệt trong phần thi xử lý tình huống, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về điều lệ hội, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ. Nhiều thí sinh đã mang đến những thông điệp rất ý nghĩa, những cẩm nang tuyên truyền hay về việc vận động chị em tham gia xây dựng tuyến đường hoa, việc tuyên truyền cán bộ hội viên chung tay phòng chống COVID-19, hiệu quả về mô hình thu gom phế liệu, kết nối chia sẻ cộng đồng, áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác hội. Với hội thi hôm nay tôi thuyết trình về một cái chủ đề, đó là phụ nữ áp dụng cái công nghệ 4.0 vào hoạt động, vào cái công tác hội, để muốn truyền tải đến chị em phụ nữ một cái thông điệp rằng cho dù chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào cũng cố gắng học hỏi để áp dụng cái công nghệ số, cái kỹ thuật số, cái công nghệ 4.0 đó vào cái hoạt động, vào cái sinh hoạt của chúng ta, để giảm tải bớt cái áp lực công việc và tăng cái hiệu quả công việc. Và quan trọng là chúng ta sẽ không bị tụt hậu, chúng ta sẽ là những phụ nữ văn minh hơn, hiện đại hơn và đầy tự tin. Trong phần thi xử lý tình huống tại hội thi Cán bộ chi hội phụ nữ tự tin năng động năm 2022, phường Bích Quang, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu của mình thông qua việc giải quyết những tình huống thực tế tại cơ sở như vi phạm kế hoạch hóa gia đình, vấn đề bạo lực gia đình, bảo vệ quyền trẻ em, luật bình đẳng giới. Bên cạnh đó, các chị em cũng đã thể hiện được rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động hội ở cơ sở bằng các giải pháp xử lý tình huống khôn khéo, nhạy bén và thông minh mà ban giám khảo đưa ra. Theo tôi thì cuộc thi này nó rất thiết thực với phụ nữ ạ. Chúng tôi khi được tham gia thì tôi thấy mình tự tin đứng trước đám đông, đứng trước sân khấu ạ. Và dám thể hiện mình trước toàn thể hội thi ạ. Sau một ngày thi sôi nổi, Hội Phụ nữ phường Lương Sơn cũng đã tổ chức thành công hội thi này với 21 đội tham gia. Đây thực sự là sân chơi để đội ngũ cán bộ chi hội tìm hiểu thêm các kiến thức, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Thông qua hội thi này cũng là cơ hội để các đồng chí cán bộ hội, hội viên phát huy được những cái mặt mạnh của mình và hiểu biết thêm về kiến thức công tác hội và thể hiện được những tài năng năng khiếu của cá nhân và thể hiện sự đoàn kết của các chị em hội viên phụ nữ trong toàn phường, góp phần xây dựng công tác hội và phong trào phụ nữ phường Lương Sơn ngày càng phát triển. Qua hội thi đã cho thấy, các thí sinh không những thể hiện sự hiểu biết của mình về các kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền vận động mà còn thể hiện năng khiếu của mình qua các tiết mục đặc sắc. Các thí sinh đã phối hợp với các hội viên trong chi hội, sân khấu hóa phần thi đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Các chị em thích lắm, phấn khởi lắm, hồ hởi lắm. Và tất cả mọi người đều quyết tâm đồng lòng là sẽ thể hiện phần thi của mình tốt. Các chị cũng rất đầu tư, thứ nhất đầu tư về thời gian tập luyện và đầu tư cả trang phục. Chị em nào cũng mặc một đôi giày mới tinh, rất là vui mừng. Và đặc biệt là hôm nay thì chị em đến với hội thi để với tinh thần rất là cố gắng và phấn đấu là đạt giải cao trong cuộc thi này.
Có thể khẳng định, hội thi cán bộ chi hội giỏi, tự tin, năng động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường là một trong những hoạt động nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở của các cấp hội. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ hội được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh,